Yes. Và cho đến với trận thi đấu chung kết. Và ngay xe đấu đầu tiên đã có trận đấu chung kết rồi. Đây là bài đấu của Hoàng Mai Nhi, nhưng vẫn là một cái góc rất đẹp. Mấy góc đẹp trong góc 3 giờ. Đang xem nào, những cây gỗ đầu tiên. À, bãi quả, một bãi quả mắc bình. Vâng, bãi quả 7 và có thế đóng BG đẹp. Oklahoma, Yuri,
Alo. Vâng, cho đến với trận đấu trở lại diễn biến trong trận đấu chung kết của xe đấu đầu tiên. Vâng, đây một map đấu mà Hoàng Nhi anh sẽ là người đi dâng A. Vâng, đây trận đấu mà mình có một con xe SH và phát hiện sớm ra một thế bài của người cầm M4 và sẽ làm tình huống dâng A đúng hướng. Vâng, chuẩn hướng và rất thơm cho bài đấu dâng A khi mà anh tìm thấy trong một bãi quả. Với những bài đấu dâng BA thì rất thơm cho những bãi quả khi mà mình sẽ không tốn quá nhiều thao tác để có thể cơ cấu ăn. Vâng, tại nhà mình thì những cái cơ sở ăn rừng khá ổn dành cho Hoàng Mai Nhi. Anh có hai cánh rừng thông thì phải. Một bãi quả 6 cây. Vâng, đây là trận đấu mà dâng lên dâng A của Hoàng Nhi và anh sẽ dâng lên 5 nhà BA. Vâng, cái mic kia, Đinh Xuân Canh làm một trận đấu đánh với 27 nông dân. Vâng, với cái phong cách mà solo AC Real như này, tôi nghĩ chắc chắn tất cả game thủ sẽ cơ cấu. Vâng, phía bên kia người cầm 4 cũng sẽ cơ cấu chắc chiêu lực có thể đánh với 5 nhà BA. Với cái thời điểm đánh xung rửa AC mà đối đầu những tên 4A nhà 5A là cực kỳ khó khăn và nâng cấp chặt gỗ 2 dành cho Hoàng Mai Nhi. Vâng, thời điểm này anh tại chiếc nhà BS nhưng anh vẫn còn có một con voi thì phải. Ở phía dưới vẫn còn đang bù cái bãi quả và ăn thêm bầy hươu. Nhưng về trận đấu này lực ăn Hoàng là rất ổn dành cho Hoàng Mai Nhi. Sẽ là 5A BA sóc đều tên 2. Vâng, tơn đầu chưa ra, tơn 2 đã sóc cực kỳ đều rồi, 5 nhà bè đều tăm tắp. Vâng, liệu rằng tơn thi đấu này, bài đấu 5 bè mình có thể chơi ngay vào trong dụng chính không? Tôi cần vào trong dụng chính nhưng mà ăn được một thằng nông dân. Vâng, chơi được không? Và 5, không nhờ chưa được. Nông dân AC Real khi mà có bánh xe là di chuyển khá nhanh. Và Đinh Xuân Canh cũng là bài đấu đã là 5 nhà bè. Vâng, chơi vào khoảnh ruộng này. Vâng, nhà A của Đinh Xuân Canh là có thế bài đóng A. Vâng, tôi cảm giác nhà A của Canh dâng lên khá cao thì phải. Ở đây. Ở đây là một thế trận mà tại nhà chính của người cầm M4 sẽ rất khó có thể quay về cùng giờ đứng thủ. Còn Canh bài đấu A trên dốc. Đầu tài đấu được không? Thì tỷ số là 0-1 dành cho Đinh Xuân Canh. Vâng, như vậy đây xem tình huống mà đổi quân lấy dân. Rồi tên cũng rửa bên trong sẽ đi lại lại để cho Đinh Xuân Canh gây mất sự chú ý và ăn được 3 thằng nông dân tại khoanh gỗ. Một tên cùng rửa, 3 cùng rửa đổi lấy 3 nông dân. Ở đây vâng, xin chào bạn Trường Hip trên kênh YouTube. Vâng, dường như những kèo đấu của Hà Nam như là Hà Nội dường như cũng đều xuất hiện của bạn thì phải. Vâng, cảm ơn bạn Hip Trường đã luôn theo dõi những kèo đấu của Hà Nội như là Hà Nam. Vâng, như vậy những tình huống vừa rồi là những tình huống mà Hoàng Nhi anh liên tục bị bắt lẻ những tên cung rơ. Vâng, tôi đếm sơ qua khoảng 8-9 con cung rơ bị Đinh Xuân Canh bắt được rồi. Đinh Xuân Canh tên này sẽ là người bồi bạn có đông cung rơ hơn. Vâng, những tình huống giải e đến từ Canh. Vâng, ngoài sao tên này Đinh Xuân Canh không có thế. Cung rơ của Canh đang khá đông trước cửa nhà A của Hoàng Mai Nhi. Vẫn là những con cung rơ đi móc máy. Nhà A của Canh đứng trên một con dốc rất cao.
Vâng, cẩn thận, Đinh Xuân Canh sẽ là người kéo những tên quân to về, có thể sổ bắt tên quân bên trong của Hoàng Mai Nhi. Vâng, liệu rằng cong quanh quanh có về bắt không? À đây, như là Đinh Xuân Canh, ở đây Đinh Xuân Canh chính xác là Canh về bắt, nhưng tên này Hoàng Mai Nhi đang chiếm chủ động hơn. Vâng, chủ động chặn chốt Hoàng chốt của Đinh Xuân Canh. Vâng, ăn được 5 cung rửa. Vâng, tham lai là 48 đến bài đấu của Hoàng Mai Nhi, và không biết thời điểm này Đinh Xuân Canh tham lai là bao nhiêu. Vâng, liên tục tình huống đấu quân, và Đinh Xuân Canh tên này đang có thế. Đội bạn đang có 2 tên quân. Vâng, dường như là Canh đông cung rửa hơn một chút. Đang cẩn thận những tình huống phải e đến từ Canh. Tạm thời Hoàng Mai Nhi anh sẽ là người én. Ở đây vâng, xin chào, hơi chào anh Đỗ Sĩ Như. Bởi sự cái thời gian gần đây là em hơi yếu. Và khi mà không quay lại anh gặp lại anh em nhiều, cảm giác nhớ, cho nên ngày vâng, ngày cũng chỉ ăn được tầm 3 bữa cơm và ngủ 8 tiếng thôi. Vâng, sức khỏe đang bị suy giảm. Tham lai 38, nhưng mà Đinh Xuân Canh thời điểm này là người sẽ đông cung rửa hơn. Và Hoàng Minh Anh đang đi một tên quân khá to vào trong nhà của Đinh Xuân Canh. Và cẩn thận, Đinh Xuân Canh sẽ giật một cái tên quân ngay giữa bản đồ về. Tham lai là 47 đến từ Hoàng Mai Nhi. Đinh Xuân Canh đang đi từ trên 12 giờ xuống. Vâng, chính xác là Đinh Xuân Canh đang giật một tên giữa bản đồ về. Và anh không biết là tên trong nhà. Vâng, dường như tên trong nhà Đinh Xuân Canh đi vào thì phải. Không biết là vào chưa. Bách để ý khoanh gỗ ở nhà nhé. Ở đây như vậy là Canh đang bắn ruộng. Vâng, Canh đang bắn ruộng, bên kia mình không có dân. Vâng, mình có mỗi cái thằng nông dân tại ruộng chính thôi. Nhưng mà đang khuấy, tham lai 45 của Hoàng Nhi anh đang khuấy rất khó chịu cho Đinh Xuân Canh. Tạm thời Đinh Xuân Canh đang bị Hoàng Nhi anh quay, vâng, quay như một cái trong chóng rồi. Và anh dân gỗ kìa anh. Vâng, đúng rồi, và nông dân của Đinh Xuân Canh. Vâng, tớ này đang câu kéo. Vâng, câu kéo thì Đinh Xuân Canh có thể mất sự tập trung. Vâng, đang để ý bản đồ để ruộng nhà ruộng chính. Vâng, ruộng chính mình có khoảng 3 nông dân. Vâng, bắt tên quân này. Vâng, đấu được không? Vâng, đấu được, mình đông cung rửa hơn. Vâng, một tên đấu quân và một tên chơi ngay vào trong ruộng chính. Như vậy sẽ là một tình huống đổi tham lai. Nhưng mà hiện tại nhà Hoàng Mai Nhi cũng đang nhấp nhái, nhưng không, dường như là nhà mình không có dân. Ở này đấu quân, vâng, cứ đấu cho Đinh Xuân Canh để mình ăn có thể chơi hết ruộng chính. Vâng, một tên lườm rào gắp thịt đến từ Hoàng Mai Nhi. Và anh chơi được nguyên quanh ruộng chính của Đinh Xuân Canh. Vâng, Canh đang có một tên cung rửa khá đông, nhưng tên này ăn được cả hoài khanh ruộng. Vâng, cả khoanh ruộng chính như là khoanh ruộng phụ của Hoàng của Canh vừa bị Hoàng Mai Nhi chơi hết. Vâng, tham lai 41. Vâng, có lẽ tên thi đấu vừa rồi sẽ là một tình huống mà tham lai sẽ có chiều hướng. Không biết là hai game thủ ai là người đè. Vào tuần thi đấu vừa rồi là Đinh Xuân Canh là người mất một số lượng nông dân tại ruộng chính rất nhiều. Và khả năng cao Đinh Xuân Canh sẽ bớt nông dân ăn gỗ, có thể cơ cấu lại ruộng không? Vâng, nếu như Đinh Xuân Canh mà cơ cấu giật dân về cơ cấu lại ruộng sẽ một tuần cung rửa của Hoàng Nhi. Vâng, có những cái chấm màu 1. Có những chấm màu 1 ở trong góc sâu 9 giờ, anh quản lại ruộng chính. Có lẽ là Đinh Xuân Canh sẽ phải giật dân về khai thác ruộng lại. Vâng, không lấy thực thì có thể đây chính xác là Canh giật dân về. Vâng, toàn bộ dân gỗ của Đinh Xuân Canh đã được giật về có thể quay ruộng, nhưng tên vừa rồi anh không có nhiều cung rửa và chơi vào một bãi gỗ. Không, tên này có gặp gỗ không? À đây, một khoảnh gỗ của Đinh Xuân Canh. Thời điểm này Xuân Canh là người không có quá nhiều dân.
Vâng, vẻn vẹn còn một khoanh gỗ như là một khoanh ruộng thôi, nhưng mà Đinh Xuân Canh là người còn có khá nhiều cung rơ. Vâng, chắc chắn Canh bớt dần ăn gỗ hết rồi. Đây đây đây, nhưng mà vẫn còn khoảng 7 thằng nông dân. Đây, vâng, xin chào bạn Nguyễn Hữu Duy trên kênh YouTube. Vâng, mình là bình luận viên về nhã của Vec TV. Nhưng mà tờ này một tuần chặn chốt đến từ Hoàng Mai Nhi. Canh là một người đang có số lượng cung rửa là đông. Vâng, thằng này 38, nhưng mà hiện tại lực của Hàm Nhi đang rất khỏe nhưng quan trọng. Vâng, lực rất ổn nhưng quan trọng anh không có những chiếc nhà BA có thể sóc quân. Tham lai 38, không biết là thời điểm này tham lai của Canh là bao nhiêu. Tham lai có vâng những tình huống Ken E rất cẩn thận đến thì Hoàng Mai Nhi, nhưng có lẽ thời điểm này Canh đang ưu tiên về sinh dân rồi. Ưu tiên về làm ruộng sinh dân có thể phát triển sóc quân trở lại. Vâng, có lẽ tơn thi đấu này mình sẽ chủ động én thôi. Cung rờ của Đinh Xuân Canh đã phát hiện ra những cơ sở mới. Rồi, khả năng cao Đinh Xuân Canh sẽ giật một tơn cung rửa khá to quay về bắt Hoàng Mai Nhi, một tơn đấu quân. Vâng, có lẽ thời điểm này khi mà Đinh Xuân Canh cảm thấy tham lai của Canh có thế nhìn hơn, đội bạn đang có đứng thế đứng quân.